Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hương Trà đây, rất vui được gặp lại mọi người. Và đi vào vấn đề chính luôn, đó là vào khoảng 3 ngày trước thì mình có public một cái video clip ở trên kênh YouTube của mình. Đó là một bản mashup 20 bài hát chỉ với hai điệu quạt chả duy nhất. Và rất là vui bởi vì có rất nhiều bạn đã ủng hộ cũng như là đón nhận cái video clip đó. Và trong khi mình check những cái comment ở trong cái video clip thì mình nhận thấy có một câu hỏi chung của rất là nhiều người, đó chính là hỏi về cách quạt chả cũng như là những cái hợp âm mà mình đã sử dụng trong cái bản mashup 20 bài đó là như thế nào. Và ok, đó cũng chính là cái lý do mà hôm nay mình sẽ lại tiếp tục quay một cái video clip mới để hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể mashup được 20 bài hát như các bạn có thể thấy ở đây, chỉ với khoảng 8 hợp âm đơn giản rất phổ biến, bên cạnh đó là cùng với hai điệu quạt chả duy nhất mà thôi, rất là đơn giản thôi ạ. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên đến với phần hợp âm thì trong cái bản mashup này có đến tận 20 bài hát, nhưng mà Trà sẽ chỉ sử dụng có 8 hợp âm rất là đơn giản cũng như là phổ biến mà hầu như tất cả những người chơi ukulele cũng đã biết qua rồi. Và các hợp âm mình sẽ sử dụng mình sẽ để ở bên đây. Nếu bạn nào đã biết hết tất cả những cái hợp âm này cũng như là cách sử dụng nó như thế nào rồi thì các bạn có thể skip qua đoạn này nhé. Các bạn quy ước rằng đàn ukulele sẽ có 4 dây từ dưới đến lên, đó là dây 1, dây 2, dây 3 và dây 4. Đầu tiên đối với hợp âm đô trưởng, các bạn sử dụng một ngón đặt vào dây thứ nhất của phông thứ 3. Hợp âm đô trưởng sẽ có âm thanh như sau. Tiếp theo là hợp âm son trưởng ký hiệu là G. Các bạn còn sử dụng 3 ngón tay, ngón trỏ đặt vào dây thứ 3 của khoang thứ 2, ngón giữa đặt vào dây thứ nhất của khoang thứ 2 và ngón áp út các bạn đặt vào dây thứ 2 của khoang thứ 3. Và hợp âm son trưởng sẽ có âm thanh như sau. Tiếp đến là hợp âm la thứ, hợp âm la thứ ký hiệu là AM. Và các bạn cũng chỉ cần sử dụng 1 ngón tay đặt vào dây thứ 4 của khoang thứ 2 và hợp âm la thứ sẽ có âm thanh như sau. Hợp âm thứ tư là hợp âm pha trưởng. Hợp âm pha trưởng sử dụng hai ngón tay, ngón trỏ các bạn đặt vào dây thứ hai của khoang thứ nhất và ngón áp út và ngón giữa các bạn đặt vào dây thứ tư của khoang thứ hai. Và hợp âm pha trưởng sẽ có âm thanh như sau. Hợp âm thứ năm là hợp âm mi thứ. Hợp âm mi thứ ký hiệu là M với tính chất bắc cầu như sau. Ngón trỏ các bạn đặt vào dây thứ nhất của khoang thứ hai, ngón giữa đặt vào dây thứ hai của khoang thứ ba và ngón áp út các bạn đặt vào dây thứ ba của khoang thứ tư, tạo thành một hình bậc thang và hợp âm mi thứ sẽ có âm thanh như sau. Hợp âm thứ sáu là hợp âm rê trưởng. Hợp âm rê trưởng ký hiệu là D và các bạn còn sử dụng 3 ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út các bạn đặt lần lượt vào dây thứ tư, thứ ba và thứ hai của khoang thứ hai. Hợp âm rê trưởng sẽ có âm thanh như sau. Hợp âm thứ bảy là hợp âm rê thứ. Hợp âm rê thứ ký hiệu là DM. Các bạn còn sử dụng 3 ngón tay, ngón trỏ đặt vào dây thứ nhất, ngón trỏ đặt vào dây thứ hai của khoang thứ nhất, ngón giữa đặt vào dây thứ tư ngón thứ hai và ngón áp út các bạn đặt vào dây thứ ba ngón thứ hai. Và hợp âm DM rê thứ sẽ có âm thanh như sau. Và hợp âm cuối cùng mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là hợp âm si thứ. Hợp âm si thứ ký hiệu là BM và hợp âm này có phần hơi khó khăn một tí so với những bạn mà vừa mới làm quen với đàn ukulele. Hợp âm này các bạn dùng ngón trỏ chặn nguyên cả khoang thứ hai, chặn cả 4 dây của khoang thứ hai. Bên cạnh đó các bạn dùng ngón áp út đặt vào dây thứ tư của khoang thứ tư, đây. Hợp âm BM sẽ có âm thanh như sau. Vậy là chúng ta đã vừa đi qua được hết 8 hợp âm mà chúng ta sẽ cần được sử dụng trong bản mashup 20 ca khúc. Và mình nghĩ các hợp âm này rất là đơn giản cũng như là phổ biến. Vậy nên thì mình nghĩ các bạn chỉ cần luyện tập thêm một chút xíu nữa thôi là các bạn có thể thuần thục được hợp âm. Ở phần thứ hai tiếp tục chúng ta sẽ cùng đi đến phần quạt chả. Phần quạt chả trong cái bản mashup 20 ca khúc lần này thì mình sẽ sử dụng chỉ cần hai điệu quạt chả cho 20 bài. Điệu thứ nhất chúng mình cùng đi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Điệu thứ nhất, cái phần strumming của mình sẽ như sau. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Lại một lần nữa nhé. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Mình sẽ thử áp dụng vào một vài hợp âm. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Chuyển, xuống, lên, lên, xuống, lên.
thứ hai mà mình muốn hướng dẫn đến cho mọi người ngày hôm nay, đó là điệu quạt chả ballad. Và thực ra cái điệu quạt chả ballad này cũng rất là popular luôn, rất là phổ biến. Và mình nghĩ hầu hết đại đa số những ca khúc bây giờ đều có thể sử dụng điệu ballad. Điệu ballad sẽ có phần strumming như sau nhé: xuống xuống lên 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 xuống xuống lên, 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 xuống xuống lên 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 xuống xuống lên. Mình sẽ tự áp dụng nhé. Chỉ cần với 8 hợp âm cộng với hai bản quạt chả mà mình vừa mới hướng dẫn lúc nãy, bạn đã có thể hoàn thành được mảng mashup 20 bài hát, hoặc có thể là đến tận 50, hoặc thậm chí có thể là 100 bài hát cho riêng mình rồi. Và để chi tiết hơn thì mình sẽ để phần lyrics, phần lời bài hát ở phía dưới, cũng như là hợp âm ở phần mô tả bên dưới nhé. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau luyện tập chăm chỉ và từ đó có thêm nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống của mình. Như mọi lần thì nếu mọi người còn có gì thắc mắc hãy comment ở phía bên dưới nhé. Mình có thể check và có thể trả lời những comment của các bạn sớm nhất có thể. Và đừng quên like và subscribe trên kênh YouTube này. Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.